gì à, à đây không phải là máy không dùng bụi. Phát hiện rồi là bắp rang bơ các bạn ơi, đây thấy chưa, đây là cái máy làm bắp rang bơ. Ha ha ha, bắp rang bơ bị phát hiện rồi nha. À, mình sẽ đồn cho cái thuyền này nó đi đến kho báu phải không? Ủa không phải xóa xóa chứ? Xóa thấy được cái gì? Mình xóa cái chỗ cái đảo này nè. Đó, đúng rồi. À, cái thuyền nó hai đường đi, nó không biết đi đường nào, mình xóa cho bớt một đường để cho nó đi tìm kho báu rồi. Mà cái thằng bị niền không nói chuyện được, giờ xóa đi cái nó cười rất là tươi các bạn ơi. Đây là điện thoại nè, điện thoại wow rất là đẹp nha. Cái gì vậy? Cái gì? Ôi có một tia sét nè. Ôi điện thoại màu rất là đẹp. Rất là nhiều màu luôn. Rất là nhiều màu luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái ốc lưng cầu vồng. Chín màu luôn. Ơi bị cận mà đeo kính mờ xương, có màng xương xóa đi đúng rồi. Wow, miếng dưa hấu rất là ngon luôn. Mình phải sẽ giúp của các bạn miếng này làm gì? Biết rồi, trượt trượt dán lên cái miếng nè, xóa cái đỏ thôi, xóa cái chỗ đỏ thôi, xóa cái chỗ đỏ để trượt cái ván nha. Ba bạn kiến đang đi trượt ván, bốn đi bắn trượt đó. Yeah, yeah. Ô, con cá mặc áo không phải thì đây là một con cá vàng thôi. Ôi, con cá vàng nó đeo luôn cái vai của con cá mập luôn. Làm hết hồn. Kẻ mạo danh đó. Cây xương rồng nè. Ở xó gai hết. Rồi không còn gai thì còn gì là xương rồng nữa. Nhưng mà xương rồng được chơi bông bóng nha. Rồi. À, cây chuột bút chì thì ra là con chuột hamper nó gặm cây bút chì. À, xe mua trần, đây là chiếc xe mua trần nha. Tiếp theo cây búa và cái bao, cây búa và cái bao. Bây giờ mình sẽ làm gì? Không không, mình sẽ để cho cái bàn tay này thắng, mình để là cái kéo và cái bao cái. Mình để cho cái búa thắng đó. Đỉnh núi rồi. Ok, yeah, 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 được không? Oh yeah, đúng rồi. Cho leo thấp thôi, leo cao quá leo không nổi các bạn ơi. Đây là một cái động hồ cát, nhưng mà sao một bên cát, một bên đá. Ok, xuống được rồi. Cái này chơi rồi phải không? Thì ra là ông ấy chứ không phải là cô ấy nha. Trời ơi, ghê chưa? Ông ấy còn không phải cô ấy. Kẻ mạo danh nữa mọi người. Con cô làm gì đây? Ôi, tối rồi ngủ thôi. Cái bụng này dư cái bụng ra. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dương. Ủa, cái gì vậy? Zombie à? Ông này ông giả làm zombie, ông nhát con mèo.